Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận. Sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên đã đạt nhiều thành tựu quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa các cấp ủy chính quyền với nhân dân, đưa Hưng Yên trở thành một trong 10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất toàn quốc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 25, từ năm 2013 đến nay, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến quán triệt qua 10 năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.829 hội nghị cho 160.079 người tham dự. Ban thường vụ cấp ủy các cấp đã ban hành 5.380 các loại văn bản, nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh, ban hành 2 đề án về nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã phường thị trấn, về nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Xác định vị trí vai trò của công tác dân vận thì những năm qua, hệ thống chính trị từ huyện đến các xã thị trấn đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Thì cả hệ thống chính trị của huyện Văn Lâm, trong đó là các xã thị trấn trong vùng dự án thì đều tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nắm được các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chấp hành việc di chuyển mô mả, cũng như là tuyên truyền vận động nhân dân nhận tiền trong giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, và đến nay thì đã đạt được trên 80%. Chúng tôi đã chỉ đạo cho khối dân vận của xã triển khai quán triệt nghị quyết 25 ban thường trung ương và các cái chương trình của tỉnh ủy để thực hiện công tác dân vận gắn với các cái thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương ấy. Đặc biệt là thực hiện giải phóng bằng các cái dự án trọng điểm từ năm 2021 cho đến nay ấy. Thì Xuân Trúc chúng tôi có 3 cái dự án trọng điểm của tỉnh, diện tích thu hồi đất 281,35 hectare. Cho đến giờ này thì chúng tôi đã giải phóng mặt bằng được 280 hectare rồi. Hệ thống dân vận các cấp phối hợp tham mưu với cấp ủy, cung cấp, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết số 25 và kết luận số 43 đến toàn thể cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thông qua hội nghị ban chấp hành, hội nghị chủ chốt, họp giao ban, tổ dân vận về công tác dân vận chính quyền, quy chế, dân chủ, dân vận khéo trong cơ quan đơn vị địa phương. Từ năm 2013 đến nay đã tổ chức được 10 lớp cho hơn 2.000 cán bộ làm công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, phối hợp chỉ đạo tuyên truyền trên báo, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, trang website Dân vận Hưng Yên, bản tin Dân vận Hưng Yên, số ra 4 quý một năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là việc nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nghiêm túc việc quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 gắn với việc thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Công tác tổ chức cán bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là trong đơn vị kinh tế tư nhân. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp kịp thời triển khai. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2021
2025 đến hết tháng 5 năm 2023. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 2.835 tổ chức đảng và 6.019 đảng viên, giám sát 1.847 tổ chức đảng và 3.829 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định số 455 ngày 10 tháng 6 năm 2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đã nhanh chóng đi vào hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định số 67 QĐ-TVK ngày 2 tháng 6 năm 2022 của Ban Bí thư, thành lập Ban Chỉ đạo 35 cấp ủy, triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Chính quyền các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện kết luận số 114 KLTU ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư và chỉ thị số 33 CTTU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, Hội đồng Nhân dân các cấp đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thành các cơ chế, chính sách quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Ủy ban Nhân dân các cấp ngày càng quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh. Thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, thì chúng tôi trong suốt thời gian qua có những văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác dân vận khéo triển khai quyết liệt, sâu sát đến từng tổ chức, đơn vị, cán bộ, đảng viên thì đã được tạo được sự đồng thuận rất cao. Công tác dân vận chính quyền đó là việc tổ chức thực hiện cụ thể hóa chủ trương của Đảng. Trong những năm qua, chính quyền Khoai Châu đã tổ chức triển khai quán triệt phổ biến tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nước về phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban huyện đã phối hợp với ban dân vận huyện ủy hàng năm xây dựng chương trình kế hoạch. Từ đó, chính quyền sẽ cụ thể hóa một bước nữa để tổ chức triển khai đối chiếu đến bây giờ là 35 các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện đã đạt kế hoạch đại hội. Nhờ đó, năm 2012, kết quả xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính được cải thiện đáng kể so với những năm trước. Cụ thể như chỉ số PCI xếp thứ 14 trên 63 tỉnh, chỉ số PAPI xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, chỉ số BANDEX xếp thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố, chỉ số hài lòng CPAS xếp thứ 6 trên 63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, năm 2013, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức ra mắt 6 mô hình điểm dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp ở 6 xã phường. Phối hợp chỉ đạo công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Gia đình tôi giấy tờ sai lệch nhiều lắm, quê quán rồi huyện này, ngày năm sinh này. Khi đến đây thì các cô ấy là cũng hướng dẫn tận tình, cởi mở, nhiệt tình. Còn một doanh nghiệp nằm trên địa bàn Tân Quang, chúng tôi vào làm những thủ tục được cán bộ công nhân viên giải quyết công việc rất là nhanh chóng. Cùng với đó, công tác cải cách tư pháp đã được tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để kéo dài án oan sai, bỏ lọt tội phạm, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp và các ngành làm án. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được tăng cường. Toàn tỉnh hiện có 161 ban thanh tra nhân dân với 1.229 thành viên. Hoạt động giám sát, ban thanh tra nhân dân đã kịp thời phát hiện những hạn chế tiêu cực, đồng thời kiến nghị đề xuất các có thẩm quyền xử lý, giải quyết những vướng mắc, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang thường xuyên bám sát địa bàn, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội bằng nhiều nội dung hình thức phù hợp. Hàng năm, tổ chức tốt việc giao nhận tân binh lên đường nhập ngũ và thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Các cấp ủy Đảng tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc,
các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ, đã được cụ thể hóa trong quy chế làm việc, quy chế phối hợp, các chủ trương, chính sách bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân trong tổ chức thực hiện. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phòng chống dịch COVID-19, có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên. 100% các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã xây dựng bổ sung, hoàn thiện quy chế công tác dân vận của địa phương, đơn vị, thực hiện nghiêm túc việc phân công một đồng chí cấp ủy viên lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận của Đảng. Các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh đã ký kết nhiều chương trình phối hợp, tích cực triển khai thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với 6 đơn vị gồm Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Hội Nhà báo tỉnh. Theo đó, chỉ đạo Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị cung cấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Trình độ, năng lực của cán bộ ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Đặc biệt trong công tác bố trí cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện đúng theo quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đến nay, toàn tỉnh có 161 xã phường thị trấn thành lập khối dân vận, 832 thôn thành lập tổ dân vận thôn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 25 NQTU, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã có bước chuyển biến tích cực. Nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm đối với công tác dân vận trong hệ thống chính trị được nâng lên. Các cấp ủy chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội được đổi mới. Nội dung công tác dân vận đã bám sát mục tiêu, nghị quyết đề ra, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 20 năm của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đã ban hành nhiều văn bản như các chương trình, các đề án để cụ thể hóa nghị quyết 2 năm. Ban dân vận tỉnh ủy đã có những cái tham mưu xây dựng các chương trình kế hoạch để ký với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban tỉnh, các sở ngành để xây dựng cái chương trình dân vận toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua 10 năm triển khai đạt được nhiều những cái quả ấn tượng như là về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống dân vận trong toàn tỉnh đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, hiến công, hiến của, góp sức để cùng cấp ủy chính quyền địa phương đạt được cái mục tiêu đề ra, đưa Hưng Yên là trở thành một trong năm tỉnh đầu tiên của cả nước đón tỉnh nông thôn mới. Với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh thì thời gian vừa qua nhân dân đã tham gia rất là tích cực về cái giải phóng mặt bằng các cái dự án trọng điểm của tỉnh cũng như là của các địa phương để các dự án hoàn thành theo tiến độ. Cũng trong thời gian vừa qua thì cái chương trình an sinh xã hội của tỉnh rất là quan tâm đối với các đối tượng chính sách nói chung, trong đó có người nghèo và người yếu thế. Tỉnh đã ban hành các cái cơ chế như là hỗ trợ bảo hiểm cho người cao tuổi, hỗ trợ cho người nghèo mà không có khả năng thoát nghèo thì được đưa sang là cái diện bảo trợ suốt đời, để từ đó củng cố được cái niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương, và cũng là tạo cái sự đồng thuận trong nhân dân khi mà thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị cấp mình. Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo 2009-2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy
cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đã đề xuất Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 19 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Kết quả, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã nhân rộng được thêm mới 351 mô hình điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng tổng số mô hình điển hình dân vận khéo toàn tỉnh lên 2016 mô hình điển hình. Phong trào thi đua dân vận khéo đã tác động tích cực trên các mặt phát triển kinh tế của tỉnh. Nhiều mô hình điển hình trong việc tổ chức vận động hội viên, đoàn viên, các thành phần kinh tế phát huy thế mạnh của địa phương, huy động các tiềm năng, nguồn lực và sự năng động sáng tạo ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giảm nghèo. Chúng tôi phải xác định cái sự phát triển kinh tế của địa phương là hàng đầu. Vì vậy chúng tôi họp dân tuyên truyền và cũng như là cũng qua những cái hội nghị mà chuyển giao khoa học công nghệ. Đến nay thì trên địa bàn thôn Đông đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa kém năng suất sang trồng cây vải chứng yên đạt 97-98%. Năng suất thì đã có hộ gia đình thu nhập từ 600 đến 1 tỷ đồng. Năm 2023 vừa rồi là gia đình tôi có một tổng là diện tích mẫu 2 trồng cây vải chứng thu được 1 tấn 3 với giá bán cho hợp tác xã Quy Tiến là giá 100.000 một cân. Thế tổng thu nhập là gia đình nhà tôi được hơn 100 triệu. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai, duy trì, nhân rộng những mô hình dân vận khéo hiệu quả trên lĩnh vực văn hóa xã hội, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư, văn hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Để thực hiện cái chương trình 10 bao gồm là nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, đô thị. Chúng tôi xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm. Thế từ đó là về là triển khai trong chi bộ, các chi hội đoàn thể cam kết 14 giờ thứ 6 hàng tuần mọi người dân tập trung ra đường là tổng vệ sinh môi trường rất là gọn gàng. Tại vệ sinh thì chúng tôi xây dựng và thực hiện cái mô hình dân vận khéo trong giao tiếp ứng xử hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Thì đảng ủy và lãnh đạo bệnh viện cũng đã tuyên truyền đến tập thể cán bộ, viên chức, y bác sĩ. Ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn thì còn phải là cách thực hiện và học tập về các kỹ năng về giao tiếp ứng xử với người bệnh và làm người bệnh thực sự cảm thấy yên tâm và cảm thấy có một sự chia sẻ rất là chân tình. Phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, khéo tuyên truyền vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, tích cực nắm tình hình, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho cấp ủy chính quyền giải quyết, làm thất bại các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, từng bước giảm thiểu hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần tạo nên sự ổn định về chính trị, đồng thuận trong nhân dân và tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhiều địa phương chú trọng xây dựng mô hình dân vận khéo trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ đảng viên về ý thức phục vụ nhân dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia góp ý đối với các chủ trương, chính sách có liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. Ở các cơ quan hành chính nhà nước, nhiều mô hình dân vận khéo gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ, giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc được giao, gắn với tăng cường vai trò của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các cái chương trình đề án của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội thì Ban dân vận tỉnh ủy đã xây dựng cái hướng dẫn cấp ủy chính quyền, các sở ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình thì xây dựng cái mô hình dân vận khéo để cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong hơn 3 năm vừa qua. Qua rà soát các địa phương đơn vị đăng ký thì đến nay là có trên 2.000 mô hình dân vận khéo đi vào hoạt động rất là có hiệu quả, là cái cầu nối giữa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, và người dân sẽ được hưởng lợi từ các cái mô hình này thì đã góp phần vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Có thể khẳng định công tác dân vận trong những năm qua đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Kết quả, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định,
xếp thứ 7 trên 63 tỉnh thành cho cả nước. Hàng năm, tạo việc làm mới cho trên 23.000 lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện vật chất cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm từ 5,77% năm 2013 xuống còn 1,93% năm 2012, theo chuẩn nghèo đa chiều. Năm 2012, ngân sách tăng đột biến, đạt 50.850 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2013. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 102 triệu đồng, một người một năm, gấp hơn 5,1 lần so với năm 2013. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 103 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Cải cách hành chính được cải thiện và đi vào hoạt động có nền nếp, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tăng lên. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. Bây giờ chúng ta có 2.478 mô hình dân vận khéo. Thế trong lĩnh vực phát triển kinh tế thì chúng ta có 661 mô hình. Đấy, lĩnh vực văn hóa xã hội 981 mô hình. Lĩnh vực quốc phòng an ninh thì chúng ta có 444 mô hình. Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 392 mô hình. Chúng ta có hơn 800 thôn. Nếu mà giải ra các mô hình này để chúng ta là mỗi thôn chúng ta cũng phải có vài mô hình. Thế bây giờ chúng ta phải chọn ra mô hình thật tốt từng lĩnh vực một. Ví dụ như là bảo vệ môi trường như thế nào, an ninh thôn xóm thế nào, rồi mô hình là giữ gìn nét văn hóa của thôn thế nào, địa phương ra sao. Từ các mô hình như thế chúng ta thấy là cái đặc điểm của tỉnh chúng ta là trong thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng như xây dựng hệ thống chính trị chúng ta thấy được tăng cường hơn. Các hội đoàn thể chúng ta đã đổi mới phương thức hoạt động, cách thức hoạt động, phương thức vận hành. Đặc biệt là cái vấn đề là dân vận chính quyền chúng ta thấy đổi mới một cách vượt bậc. Trên nền tảng những kết quả đạt được, công tác dân vận của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới sẽ tiếp tục được đổi mới, hướng đến hiệu quả hơn, thực chất hơn, làm tăng thêm sự đồng thuận trong xã hội, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đó là xây dựng tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các chương trình phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân, khu vực nông thôn, vùng khó khăn của tỉnh, tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đề xuất, kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động có chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng mới.